3, bắt đầu. Vừa ngày nào, vừa ngày nào. 2, 3, bắt đầu. Và trước tiên mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Dạ em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào bạn cùng chơi bên đó ạ. Bạn mình chết bên đó chưa có ra, từ từ. Mình tên gì, bao nhiêu tuổi? Dạ em tên Đặng Thị Lâm Thúy, em 29 tuổi ạ. Cầm gì vậy? Bí quyết võ lâm của em á. Trời ơi, bí quyết võ lâm. Rồi, xin mời bạn trai. Chào bạn. Dạ chào anh Quyền Linh. Mời bạn ngồi. Em tên là Đặng Văn Kiểm. Kiểm, kiểm tra đó ha. Bao nhiêu tuổi? 36 tuổi. Trẻ dữ vậy ta. Bao nhiêu tuổi? 26. 36. 36. 36. 26. Làm nghề gì? Em làm về thiết kế xây dựng. Kiến trúc sư hả? Hay là thiết kế về kỹ thuật? Thiết kế về kỹ thuật. Làm lâu chưa? Lâu à. Hiện tại là bạn ở không bao lâu rồi? Cũng 2 năm rồi. Lý do tại sao 2 năm này không có ai? Em rất là ít đi chơi, thường em chỉ có công việc thôi, làm xong là em về nhà, em ở nhà thôi à. Do em cũng thích người lớn tuổi hơn nữa, mà tuổi em bây giờ thì những người mà lớn tuổi hơn á, họ đều là đã có gia đình hết rồi. Gì im lặng vậy? Đang nhúc đùi. Sao? Muốn người yêu sao? Cũng lớn tuổi một chút. Muốn lớn tuổi là khoảng nhiêu? Chắc hàng chín được. Lớn tuổi thì cái suy nghĩ sẽ chững chạc hơn. Chững chạc. Thế em sở trường của bạn là gì? Em biết nấu ăn. Em là người sống có trách nhiệm cả trong công việc và cả đối với gia đình. Em hát được karaoke. Một mình em có thể hát được tiếng rưỡi. Bây giờ bạn hát 5 phút. Dạ rồi, giờ em được sử dụng cái này. Tại bình thường em chỉ hát karaoke thôi nên rồi, em không có thuộc lời. 2, 3. Hãy sống như đời sống, để biển yêu nguồn cội. Hãy sống như biến trào, để thấy bờ bên rộng, để thấy đời mênh mông. Có nhiều đó, cũng đem theo giấy nữa. Anh có đem theo giấy không? Không có giấy. Có hát bài nào tặng bản không? Có, để tặng bạn bài Chỉ Yêu Mình Em. Rồi, 2, 3, bắt đầu. 2, 3, bắt đầu. Vừa ngày nào, vừa ngày nào. 2, 3, bắt đầu. Để em tự tạo lên lên. Làm nhiều vuốt đuôi hoài vậy. Tới, tới. 2, 3, bắt đầu. Vừa ngày nào ánh mắt ta trao nhau lần đầu, nụ cười em đã khắc sâu trong tim của anh. Phải làm sao cho quên đi bao nhớ thương về em, phải làm sao cho phút giây đó ngừng trôi mãi. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi, dù ngàn năm sau khi trái đất kia chưa có đổi thay. Mệt quá khỏi hát rồi. Lòng anh vẫn sẽ chân. Sao hát mà làm gì mà gồng mà Rung quá sao anh? Rung. Rung không? Đó giờ bao giờ rung vậy chưa? Chưa, giống như lần đầu đi học vậy mà. Thích người phụ nữ thì sao? Dáng thì cỡ giống như Lê Khánh vậy đó. Tròn tròn, tròn, mập mập. Hiền, khi cần giữ thì giữ. Chăm chỉ, tiết kiệm. Với lại coi có thể quán xuyến gia đình được. Thích người phụ nữ phải biết nấu ăn. Bên đây nấu ăn giỏi lắm. Thế giờ mình đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để mà kết hôn chưa? Khoảng một năm cưới. Rồi nếu mà sống thì về sống với mẹ. Sống với mẹ ở đâu? Mẹ Hóc Môn. Anh con trai một hả? Hai. Còn người anh nữa. Anh lớn đâu cũng sống với mẹ mà em phải sống với mẹ. Anh lớn sống bên nhà vợ. Anh lớn sống ở nhà vợ được bao lâu rồi? Chắc cũng khoảng 10 năm. Thì bây giờ đổi đi. Giờ anh phải về anh sống với mẹ, lo cho mẹ ảnh hưởng hạnh phúc 10 năm nay rồi. Còn mình giờ mới lấy vợ, mình phải ở riêng, mình hưởng hạnh phúc hai vợ chồng trước đã chứ. Đúng không? Hợp lý không? Hợp lý vậy. Đúng không? Ảnh thì giờ hai anh em phải báo hiếu. Rồi 5, 7 năm sau, 10 năm nữa, lúc đó hai anh em mình bàn tính tiếp. Mấy lúc đó quảnh tù xì, có ai ở với mẹ. Còn hiện tại bây giờ là mình phải ở riêng. Rồi thôi về bển đi. Bà Tám này nó nói hoài à. Mình ở với mẹ, bây giờ lấy vợ về để vợ ở nhà lo cho mẹ, lo cho mình. Chứ giờ mình đi rồi á, ông anh nó không về nữa rồi ai lo cho mẹ, đúng không? Tại ông anh có nhiều con, vợ nữa. Phải lo. Thì đó lo con vợ mình phải lo cho mẹ. Chứ giờ mình bỏ mẹ đi ai lo, đúng không? Đúng rồi. Ủa cái gì vậy?
Hồi nãy cũng đúng, đây cũng đúng, bây giờ không biết sao. Mới trả lời với tôi tức thì sao nha. Thúy có chịu làm dâu không? Chuyện làm dâu đó thì em cũng không có ngại. Quan trọng là chồng em có tốt với em hay không. Ừ. Dạ. Mẫu bạn trai của em thì ngoại hình thì chỉ cần nhìn có thiện cảm. Tại vì em hơi thấp cho nên em cũng bạn trai hơi to con một chút. Tính cách thì em thích người điềm đạm, chín chắn, không lăng nhăng, không hút thuốc, bụng không phệ. Hôm nay bạn đi đến đây với ai? À dạ có, em trai em. Em à, chào em. Dạ anh chào anh chị. Thấy anh 36 tuổi bển sao? Dạ, hiền phong độ. Phong độ ha? Dạ. Mà ở gia đình ba mẹ em có hối chị lấy chồng? Dạ, rất là hối. Em lấy vợ chưa? Dạ chưa chị. Là đợi chị lấy chồng rồi mới được lấy vợ đúng không? Dạ đúng rồi. À, nên thôi kệ ai cũng được, miễn hốt chị mình đi là được đúng không? Dạ đúng rồi, hốt đi là được. Bởi vì con người không có cái tâm với chị gì hết. Sao anh có đi với ai không? Đi với bạn học. Bạn học ở đâu, bạn học đâu? Dạ anh ơi. Nghe bên đây hối lấy chồng vậy là bạn mình cũng nên lấy vợ đi. Bạn đây tính rất là nhút nhát. Ví dụ như là gặp bạn gái hay nọ là nhiều khi rung, rồi nói chuyện cũng không được như người ta. Nhưng mà nói với bạn Kiểm là bạn bên đây mình thấy là hợp với bạn rất nhiều. Nếu mà về nhà, nếu mà ba mẹ ở nhà đó, mẹ thôi chứ không phải ba, ba mất rồi. Thì mẹ ở nhà thì chắc mình nghĩ là mẹ rất là thích. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Để tụi coi coi được không nha, tính cách bên đây còn sao. Em chào anh. Chào em. Anh bên đây dễ bắt nạt lắm. Vậy hả anh? Em dữ lắm anh, nên anh hỏi lại anh bên đó có chịu để cho em bắt nạt không? Đó đi, hồi hỏi ảnh nha. Dạ. Có gì nhường nhường anh chút xíu, anh dễ thương, hiền lắm. Vậy hả anh? Mắc cỡ nãy giờ, nãy giờ ngồi cứ vuốt đùi hoài, rách cái quần rồi. Anh kia nghe chưa, hơi dữ nha. Chuẩn bị tinh thần chưa? Gặp ôm hôn liền nha. Không được. Sao không được? Hồi đó giờ có bao giờ gặp ai nhào ôm hôn không? Chưa. Chưa, bao lâu mới hôn? Vài tháng. Vài tháng mới hôn. Nghi lắm. Gặp cái chuyện với chứ chuyện đó. Được không? Cái đó áp dụng với mấy đứa em nhỏ thôi. Mấy đứa em nhỏ kệ, nó yêu mình nựng như nó dễ thương mà. Không được. Rồi ta kéo màn lên. Hả? Gồng lên. Mạnh mẽ lên. Hết hơi sâu vô. Thở ra. Gồng lên. Đúng rồi. Quay qua cái nói anh yêu em liền nha. Hả? Sao không được? Rồi chuẩn bị gồng lên. 2 3. Làm gì thở như vậy? Có món quà tặng bạn. Nắm tay, nắm tay. Nắm tay cảm nhận gì coi. Hôn tay, hôn tay, nắm luôn. Nắm luôn. Trời ơi. Cái nữa đây, cái anh, nữa. Anh cứ làm cho bạn, anh rung cái nữa luôn, cái nữa luôn, cái nữa. Làm luôn, lâu lâu luôn. Đúng má cái luôn, nhào luôn. Được rồi anh. Được rồi anh ơi. Để sau đi anh. Làm gì rung quá vậy trời. Rồi, bây giờ mình có 2 phút. À, anh thấy em sao? Đẹp. Nhanh hiền. Anh cũng nghe rồi đó, em 29 tuổi, em tuổi con cọp á. Anh có ngại không? À không, không sao. Nếu mà sau này cưới xong về nhà anh thì em có đồng ý không? Như hồi nãy em có nói rồi đó. Quan trọng là tình cảm của anh đối với em như thế nào thôi. Nếu như mà tình yêu đó nó đủ lớn thì cái chuyện làm dâu đó thì em không có ngại. Ví dụ như con cái mình sau này á, nếu mà nó được lớn lên trong cái gia đình có cái thế hệ có ông bà nữa, nó sẽ tốt hơn. Anh hy vọng là sau này mình sẽ không để lãng mất nhau. Cùng nhau nắm tay đi suốt cả một đoạn đường. Dạ, em làm bằng tay á chị. Cảm ơn anh rất nhiều. Cái này em rất thích cái này. Khó lắm nha, đàn ông mà ngồi tỉ mỉ làm này không phải chuyện dẫn chơi. Sao tặng con khác mà tặng con cò? À, là anh chuẩn bị cái này là để ấy tặng để cho tặng em đúng không? Ừ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Em thôi, nếu mà em nào ngồi đây cũng tặng. Có hình trái tim ra con cò đó. Rồi, mỗi người nói một câu nữa chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Mình hãy cùng nhau cho nhau một cơ hội. Đúng. Vậy xong rồi đó anh Linh. Cho tụi em bấm nút được rồi. Chuẩn bị bấm nút. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2
hết thời gian. Rồi chúng ta tiến tới, mình đồng ý hẹn hò, mình nắm tay nhau được rồi. Dùng má đó, dùng má được đó. À, chúc mừng hai bạn nha. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để tìm hiểu kỹ hơn. Thông qua đây em cũng rất là cảm ơn chương trình đã cho tụi em có cái cơ hội như thế này. Đây là quà tặng của chương trình nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn sẽ tìm được nhiều niềm vui trong cuộc sống của mình và tìm được hạnh phúc với nhau. Dạ, cảm ơn anh chị. Mối tình đầu tiên của em là năm học lớp 5. Yêu sớm lắm à. Vậy là thành công ở cặp đôi thứ nhất. Chúng ta sẽ tiến tới với cặp đôi thứ hai, xem ngày hôm nay Cát Tường và Quyền Linh có thành công luôn hay không. Xin hả màn. Mời bạn trai. Ê ơi. Trời ơi. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường, cùng với quý vị khán giả trường quay ngày hôm nay. Gì vậy? Gì vậy? Giữ ta. Tên gì? Dạ em là Đoàn Quang Thái, năm nay em 26 tuổi. Công việc hiện tại của em là công nhân sản xuất, nhưng mà đó chỉ công việc phụ thôi. Công việc chính là dược sĩ. Quê đâu? Dạ quê ở Tây Ninh. 26 tuổi, dược sĩ. Mời bạn nữ. Chị em chào Cát Tường, chị em chào hai anh trai bên kia ạ. Chào bạn. Rồi em tên là gì? Dạ em tên là Nguyễn Thị Thu Hương, em đến từ Biên Hòa, năm nay 23 tuổi. Ủa nhưng mà mình ở Biên Hòa luôn hay là mình là... Dạ em làm việc Biên Hòa chị. Vậy là hôm nay lên đây tham gia chương trình thôi. Dạ đúng rồi à, chị. À vậy á hả? Ủa làm việc ở Tây Ninh hay là làm việc ở thành phố vậy? Em làm việc ở Tây Ninh luôn chị ơi. Căng ta. Căng ta. Bạn có đi Biên Hòa lần nào chưa? Cũng chưa có đi à. Bữa nào lên thăm trên đó một bữa đi. Không anh nói mới nhớ em ở gần trại đó anh, em không ngại giữa đâu. Chết. Hả? Gì vậy? Lộn hả? Dạ không chị, cái này là sở thích của em chị. Em ăn giày thường là em thích mang khác màu. Tại vì tính cách của em á chị, độc có, lạ có. Dạ lúc khi vô tư thì em ra vô tâm. Mà thỉnh thoảng thì nó có điên điên, nó có gì một chút nữa. Yên tâm không sao, bên đây dược sĩ có thuốc mà không lo. Giới thiệu bản thân mình xíu nữa đi, sở trường, mạnh, điểm yếu. Dạ, em thích là đi phượt là em thích lắm, thích vô cùng. Còn sở thích của em là nấu ăn. Em nấu không biết ngon không, nhưng mà cứ nấu thôi, ai ăn được ăn không em ăn. Ủa bạn trai kia nghe kịp không? Dạ kịp ạ. Em còn cái đặc biệt nữa là nói rất là nhanh. Hình như hồi nãy anh tên Thái đúng không ạ? Đúng rồi em. Dạ anh có gì đặc biệt không? Ý là anh có đi phượt như em không? À có. Anh rất là thích đi phượt. À, tại vì em chưa đi Tây Ninh lần nào á. À, anh hy vọng sau chương trình này anh sẽ mời em đi Tây Ninh thăm núi Bà cho biết. Dạ. Lý do tại sao bạn không có bạn trai? Em hơi khô không dữ chị. Thường thì người ta tìm cách mà tiếp cận với em á. Thường thì em nói câu hai câu đi mất tiêu rồi. Cái có sợ bạn gái hung dữ quá không? Vừa thôi chứ đừng có dữ quá chị. Ví dụ hung dữ là hung dữ thì sao? Quánh người thẳng tay chị ơi. Quánh người? Em quánh được ai rồi? Em quánh được em trai. Hả? Em trai em với em cũng ưa quánh nhau không chị? Ủa là sao quánh nhau nữa? Tại vì dành đồ ăn chẳng hạn. Vậy thường thì mẹ mua ăn ngon là hai chị em cứ dành nhau thôi. Đánh thua cũng quánh. Quánh sao? Quánh túi bụi hay là quánh có chiêu có võ? Móc mắt, móc tay làm khí thế lắm. Trời đất ơi. Dạ em chào anh. Trời đất ơi. Lá mà sao dữ vậy? Đủ nữa trời lấy chồng về rồi cãi nhau rồi sao? Thương chồng sao quánh? Trời ơi dễ thương quá mà sao? Quan trọng dữ hay không là do bạn kế bên biết điều tiết thôi chứ. Nóng nảy quá, mất kiềm chế nhiều khi gây hậu quả nghiêm trọng á. Không, dược sĩ mày la gì. Em quánh xong tự trị. Không, bạn cứ yên tâm đi. Mình cũng có học võ qua nên tự vệ được. Không có lợi đâu. Nghĩ sao mà quánh lại gì? Tự vệ thôi. Tự vệ không có lợi bên kia đâu. Né đòn. Thôi thôi bỏ chuyện quánh nhau đi. Quánh nhau hoài bạo lực quá. Tôi hỏi bạn là nãy bạn nói có một cái việc tôi cũng thấy là lạ. Với bạn đang là dược sĩ đúng không? Nhưng tại sao bạn lại làm công nhân mà không làm cái nghề của mình? Tại vì... em muốn có thêm thu nhập để có mở tiệm thuốc là lớn. Dành dụm được nhiêu rồi? Dạ chắc cũng gần cả trăm ạ. Cả trăm? Nhiêu thì mới mở được? Dạ khoảng 300.
Bà bên kia hùng 150 được không? Để suy nghĩ đã. Quá được. Coi coi thực lực sao đã. Ủa vậy là có 150 để hùng luôn hả? Dạ chưa có chị. Vậy sao đòi hùng với người ta mà mở tiệm dược? Thì phải coi ảnh khả năng ảnh như thế nào rồi mới hùng được. Bệnh không có uy tín đâu nha, chưa chắc à. Ở bệnh nhắm sao? Rồi bây giờ chúng ta sẽ hỏi cái việc bạn đi tìm bạn gái tiêu chuẩn đưa ra thế nào? Không ốm cũng không mập, không xấu cũng không đẹp, vừa là được. Chết rồi anh ơi, em đẹp quá sao giờ? Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi bạn trai? Trải qua thì mối tình chính thức thì 2 mối tình. Mối tình đầu tiên của em là năm học lớp 5. Hả? Yêu sớm lắm à. Lớp 5 là yêu sao ta? Yêu kiểu năm nào? Yêu lớp 5 là yêu sao? Bạn kể chị yêu lớp 5 nha. À lớp 4 thì cô lớp phó thì mới chỉ thích em thôi. Nhưng mà tới lớp 5 thì bạn ấy tỏ tình với em, nó có yêu em vậy á. Rồi em nói sao? Dạ thì em đồng ý. Trời ơi! Nít quỷ! Lớp 5 mà yêu đương rồi đồng ý nữa. Chào chị. Lớp 5 hả? Dạ. Sao giống chị quá vậy? Dạ. Chị mất tay vậy? Chị hồi năm lớp 5 là chị thích cái lạc anh học lớp 6. Dạ. Chị tỏ tình với ảnh luôn bộ. Hai đứa con nít quỷ. Vui mà đúng không? Dạ đúng rồi. Mà yêu nhau lúc cái đoạn đó là làm gì? Ví dụ như là nói chuyện nhau nói thì sao? Rồi kêu nhau bằng gì? À kêu thì bạn bè thôi, với lại xưng hô bằng tên thôi. Trời ơi em nhớ hồi nhỏ mình đi học á. Dạ. Có cái môn mà chơi u á, biết chơi u không? Biết. Hai đứa hai bên, cái hai đội, nó đội bên kia chị đội bên này. Trời ơi u mắt cái trời ôm nhau cái sướng gì đâu. Chưa thấy bà Mai bà mất nó. Nó nghe này, giờ yêu nhau thì bao lâu đám cưới? Nếu được thì khoảng 1 năm hoặc 2 năm nữa sự nghiệp em ổn định thì sẽ đám cưới. Giờ có 100 triệu, bây giờ đám cưới rồi lấy tiền nên là mở tiệm dược hay là tiệm thuốc hay là đám cưới trước? À tiệm thuốc xong rồi mới đám cưới. À không thích cái gì ở người bạn gái? Nhậu, với lại nói nhiều mà có lặp đi lặp lại có một câu nói. Câu này nói nhiều lắm, nói nhiều lắm. Nhưng mà dễ thương, đẹp gái. Được. Được ha, ok chịu đi. Chịu nhục đúng không sao, đàn ông mà. Dạ đúng không? Có biết nhậu không? Dạ không chị. Dạ em muốn bia không được nhưng uống rượu được. Uống nhiều không em? Dạ không, chỉ uống xã giao thôi anh. À nếu vậy được. Dạ. Còn quan niệm thế nào về tình yêu? Yêu nhau thì không có nói chia tay, sống không có ghen. Không ghen luôn hả? À ghen quá đổ ghen ạ. Nếu lúc ảnh đổ em hay làm gì? Bật nhạc mình hát. Gì? Bật nhạc hát quẩy mình vậy đó. Quẩy một mình? Theo người ta nói thì giờ là quẩy một mình vậy đó. Tao giờ em thử em quẩy mình chị coi. Em mượn giấy mà chị. Sợ cái gì, mình đi quà xuống mà có gì mà sợ. Quẩy đó chị. Chị em hát nha. Em rồi. Hát em hát nhạc rock cũng được vậy. Rồi ok. Ở Biên Hòa nhà hát rock Sài Gòn. Ok. Rồi. Phía xa ở mơ trên trời xa, có cánh chim bồ câu đang bay về. Lắng nghe, hãy lắng nghe cùng tôi nhịp đập con tim thành phố. Vậy thôi ạ. Em làm mất hứng quá. Dạ mình hứng lên vậy thôi rồi chị. Không quậy quá không được. Chúc làm cho bạn nó coi nha. Phía xa. Dễ thương lắm. Không cặp này được nè. Hai người cũng khùng giống nhau à. Xí à, thì dạ. Có đi có người thân đi theo không? Dạ có chị. Ai? Em có chị gái với hai chị em tốt là hai bạn thân đó chị. Trời ơi. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Nãy giờ quan sát em bên đây thì chị cũng hy vọng là chị giao em gái của chị cho em. Thì em ráng chị, tại vì cũng hơi cá tính một chút xíu. Đôi lúc 3-4 giờ sáng không biết đi đâu. Nhắn tin lại hai ơi em đi đây. Mà có đi thiệt không? Dạ đi thiệt, sở thích là đi phượt mà chị. Chị Tường cũng hay nhắn tin cho bạn nửa đêm, ví dụ nhắn cho anh Linh. Anh Linh ơi em đi đây 3-4 giờ sáng, anh hỏi em đi đâu, nó dạ em đi. Cảm ơn chị quá. Quỷ. Rồi mình có đi với ai không? Dạ có, em đi với anh chị. Rồi chào anh chị cái. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Nãy giờ thấy cặp đôi này sao anh? Dạ được. Tính được mà sao cười được, được. Bên đây thì bánh bên đây thách bánh người, bên đây biết rõ là em thấy đó được. Ủng hộ 100% không? Dạ em ủng hộ. À, cảm ơn anh rất nhiều. Vấn đề chúng ta sẽ nhìn nhau, cảm nhận về nhau, sẵn sàng kéo màn. Nhí nhảnh lắm à. Tính cách ok. Hát liền cho chị. Hát hai.
tiếp tục cái gì đó, cái gì đó. Anh có món quà anh tặng cho em. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ đây là đặc sản của quê anh, muối Tây Ninh. Dạ nhắm nào tặng lại anh, cái này nhiều lắm nè. Dạ. Em thích bạn hát lại cho em nghe không? Em hát lại cho anh nghe thử. Hồi nãy em hát rồi, giờ thì anh hát đi ạ. Chị cầm, em phải hát. Hát cho anh nghe thử. Dạ hát em nha. Không em hát đi. Nhảy chung nha, nhưng mà nhảy chung với người ta nha. Nhảy chung đi. Rồi, vậy đi. Dạng lên. Dạ nhảy nha. Nhảy sao em? Bắt đầu. 2, 3. This star, ông ở trên trời xa, có cánh chim bồ câu đang bay về. Bay về. Sao anh hát? Anh không biết. Dạ, dạ em chỉ đó, anh làm lại đi. Rồi. 2, 3. Ủa làm lại đi. Hít xa, ở phía trên trời xa, có cánh chim bồ câu, có cánh chim bồ câu đang bay về. Đang bay về. Dạ được. Múa giỏ cho bạn nó coi, múa giỏ cho bạn nó coi để bạn đánh, không múa thương đường anh đi. Anh thử coi. Thử coi duyệt thử coi. Trời ơi trời, vô mặt vậy ta. Em sợ quá chị ơi. Cái đó thì không bao giờ trúng. Ủa tặng muối này chi vậy? Dạ muối này ý nghĩa gì không đây? Ý nghĩa là tình tình sâu. Nghĩa nặng tình sâu. Ủa sao muối mà nghĩa nặng tình sâu? Chắc là tại mặn vì nó mặn chị lắm á chị. Gừng cây đó. Muối mặn xin đừng quên em anh đó. Dạ, dạ đúng rồi. Nãy giờ che mèo rồi anh có tưởng tượng ra em như thế nào không? Nói chung là anh cũng thấy em ấn tượng. Fierce mà. Trịch xa đó, đó. May mới em đổi da dày với anh được á. Này là xì tai mới em. Dạ, con người em nó lạ mà nó độc mà. Độc và lạ. Có thuốc giải độc không? Có thuốc giải độc. Anh có anh chị em gì không? À có em, anh có 4 anh chị em. Dạ, anh là con thứ mấy? Anh thứ 4. Là anh con đầu không? Không. Từ em lộn. Nhà thì có mình anh là con trai thôi. Dạ, vậy anh có hay hiếp em gái không? À, cũng có. À, giống em rồi. Dạ, nhà em có mấy người? Dạ, nhà em có 4 người luôn, 2 cha 2 gái. Nhưng mà cũng giống nhau. Dạ. Em bấm nút đi anh. Bậy bạ, đừng có bấm nút. Cảm nhận ảnh thì sao? Nói chị một hồi thấy có thấy cũng vui tính. Vì vấn đề mà đi yêu xa, cho như là mình từ nay đến biên hòa yêu xa gì đó. Thì anh nhắm là khoảng bao lâu thì mới xuống thêm một lần? Nếu được thì thời gian rảnh thì nửa tháng anh có thể đến thăm em một lần. Vậy nếu được tôi hả? Vậy em lên thăm anh thì sao? Quá tốt. Vậy đúng là dễ giải thiệt chứ. Dạ. Thấy khoái chưa? Khoái à. Khoái rồi. Khoái rồi. Rồi, chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. 3 2 1 Hết thời gian. Rất dễ thương. Chúng tôi gửi tặng các bạn những vé xem phim. Dạ. Tặng cho các bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Dạ, dạ, cảm ơn chương trình ạ. Đừng có anh hiếp ảnh nha. Thôi, mời các bạn đi xem phim. Em là một người đã từng ly hôn rồi. Và hiện tại thì em đang độc thân, không có con. Ly hôn lâu chưa? Cũng gần 20 năm rồi ạ. Dạ, em cũng ly hôn được 10 năm rồi. Vậy thì hai người cũng đã lỡ chuyến đò, một người 10 năm, một người 20 năm. Khi anh bước ra thì em có một cái điều để ý là em thấy khuôn mặt hai người có nét heo heo. Heo heo hả? Mời nhà trai. À, chào anh trai. Anh ngồi. Rồi, xin mời nhà gái. Dạ. Rồi, xin mời đàn trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quỳnh Ninh, xin chào chị Hồng Vân bên kia. Và xin chào quý vị khán giả và bạn gái ngồi bên. Em tên là Nguyễn Chiến Thuật, sinh năm 1974. Quê gốc thì ở Hải Dương, nhưng hiện tại thì vẫn ở thuê chưa. Chưa có ở nhà riêng. Nguyễn Chiến Thuật ha? Dạ. Cha tên dữ nha. Làm nghề gì? Nghề nghiệp chính của em thì mua bán và sửa chữa máy ảnh này. Thôi, mời đàn gái. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh và chào, chào em. Các bạn trường quay. Chào bạn trai bên kia nha. Em tên là Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1982. Em hiện tại đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nhân viên tuyển dụng.
Em run không? Em hơi run. Đừng có run. Dạ. Cứ coi như là sẻ chia tâm sự đi. Đừng có run và nói lớn lên. Dạ. Đừng có run em, thoải mái lên. Dạ, có gì dạ. Có chị Hồng Vân bên đó mà, không có lo đâu. Dạ. Ừ, đừng có lo. Giờ dạ. Em nói luôn đi, là em có ưu điểm, khuyết điểm gì nè? Ừ, ưu điểm của em là em là người vui vẻ, lạc quan, tích cực. Và em có một vài sở thích đặc biệt như chạy bộ, tập yoga và viết lách, đọc sách. Hiện tại em cũng đang tham gia một câu lạc bộ viết văn. À, câu lạc bộ viết văn. Dạ. Em có điểm yếu gì nào? Em hơi rụt rè và hơi ngại trước đám đông á. Tức là em không có thể hiện được bản thân trước mọi người. Dạ. Rồi, thôi bạn trai bên kia, bạn nói về điểm yếu, điểm mạnh của bạn đi. Điểm yếu thì thực ra là cũng có rất nhiều. Chụp ảnh thì đôi khi là mình ăn mặc nó cũng không được chỉnh chu lắm. Đó không phải điểm yếu đâu em, cái đó là cái nghề nghiệp mình phải vậy. Dạ. Anh nhiều khi anh còn mặc không ra gì, đừng chi em. Nhiều hơn nữa thì nếu mà có duyên, có cơ hội ấy, thì bạn gái bên kia có thể tìm hiểu thêm. Còn em có mấy mối tình rồi? Về mối tình thì... có ba. Ba? Dạ. Dài nhất là bao nhiêu năm? Thực ra thì em là một người đã từng ly hôn rồi. Ồ, ly hôn rồi hả? Dạ. Lấy nhau mấy năm? Chưa đầy một năm đâu ạ. Có con chưa? Dạ, hiện tại thì em đang độc thân, không có con. Ly hôn lâu chưa? Cũng gần 20 năm rồi ạ. Chào em. Dạ. Số tuổi của em là nhiêu nè? Em tuổi năm nay là em 46 tuổi. 46 tuổi rồi, dạ. Người ta ly hôn là 20 năm rồi. Nghĩa là lúc đó là mới là cậu thanh niên. Dạ. Nhưng mà 20 năm rồi không có mối tình nào chứ hả? Dạ có ạ. Sau đó thì cũng có cảm nắng cảm gió một chút. Nhưng mà cũng không được sâu đậm. Còn em, mấy mối tình rồi? Em thì em cũng ly hôn rồi, tức là đó cũng gần như là mối tình đầu của em luôn. Mối tình đầu, ly hôn bao lâu rồi? Dạ, em cũng ly hôn được 10 năm rồi ạ. 10 năm rồi, có con chưa? Em có một bé trai 10 tuổi rồi. Hiện tại thì bé đang ở với ông bà ngoại ạ. Vậy thì hai người cũng đã lỡ chuyến đò, một người 10 năm, một người 20 năm. Cũng cần có một bờ vai để nương tựa, cần có một trái tim để cần chia sẻ, để cùng cháy bỏng. Em trai, dạ. Em hãy cho anh biết em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì cũng không có phải đặt cái yêu cầu cao, nhưng mà cơ bản là người con gái là tóc dài. Có luôn em ơi. Vâng. Nếu mà biết nấu ăn thì càng tốt ạ. Nấu ăn. Biết nấu ăn không nè? Có, em tự tin. Con gái em ai cũng biết nấu ăn hết trơn á. Nhưng mà bạn này rất tự tin trong việc bạn nấu ăn. Thôi bây giờ hỏi em nè, cái mẫu đàn ông lý tưởng của em là gì nè? Bạn đó cũng phải khỏe mạnh. Khỏe không? Dạ khỏe thì nó phải xem cái sức khỏe của mình ở cái lĩnh vực nào ấy ạ. Nói chung dạ. Lúc khỏe lúc không. Dạ. Lĩnh vực nào nữa? Có lĩnh vực khỏe, có lĩnh vực không khỏe. Khỏe mạnh rồi cũng thích tập thể thao thì điểm cộng. Nhìn cũng có nét cũng hấp dẫn một xíu. Rồi tính tình thì vui vẻ, hài hước, lạc quan rồi phóng khoáng. Em thích kiểu vậy. Rồi là vui vẻ thôi, phóng khoáng không em? Vui vẻ không? Dạ có. Ừ, tớ chụp hình mà vui vẻ phóng khoáng. À, gặp cô nào cũng cười lên em, cười lên em, nằm dạ. Xuống, đứng nghiêng, cười lên, cười túi lên, đó, dạ, cười. Dạ. Chụp hình là vui vẻ vậy đó. Dạ. Hỏi cần nói ta cũng vui. Em đi với ai vậy? Hôm nay em đi với bạn gái em ạ. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Và em chào anh tên Chiến Thuật đúng không ạ? Anh cảm ơn. Em tên là Thảo, em là một người bạn cũng rất là thân với chị Hương. Em thấy anh Thuật làm sao nè? Dạ em thấy ảnh đi ra với cái máy chụp hình là em thấy cũng được rồi đó. Em cảm ơn. Em thấy hai người hợp nhau không? Khi anh bước ra thì em có một cái điều để ý là em thấy khuôn mặt hai người có nét hao hao. Hao hao hả? Đó là nhận định riêng của em thôi, em không biết mọi người có thấy như vậy hay không. Anh cảm ơn. Thuật cái Thuật hôm nay em đi với ai vậy Thuật? Dạ em xin lỗi là hôm nay thì có đưa em nhưng mà bên ngành đặc biệt của họ thì không có thể tham gia được để ghi hình. Và rồi, ngay được không dạ. Sao dạ, em cảm ở đây có mọi người sẽ ủng hộ em, đặc biệt là anh ha. Dạ, em trai tôi chụp hình ha, nói chung là lãng tử chút xíu, phong trần chút xíu, miệng cười rất tươi, lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng cười lên em, cười lên em ha. Mặc dù đôi khi trong lòng rầu túi cười mà cũng có cười lên em. Thôi, cười mở lên rào em. Đi nè, mở rào đi, mở rào đi. Rồi thôi hai bên gặp mặt đi nha. Mở rào. Mình phải có chiến thuật tấn công liền nha. Anh sao em? Dạ em chào anh. À. Dạ.
Hôm nay thì được chương trình đã tặng quà thế nào, tặng quà thế nào cho nên duyên ngày hôm nay thì anh gửi món quà rất là nhỏ. Xưa thì cái này thì là cái bóp là khâu 100% bằng tay. Ôi dạ. Xin lỗi, đợi anh một xíu. Sẽ gửi tặng chị Hồng Vân đến chị cảm ơn em. Ủa cái này ở đâu ra, em làm hay sao? Cái này là em khô bằng tay của em đấy. Wow, anh xin lỗi, xin lỗi. Cái này thì em gửi tặng anh. Anh có nữa hả? Anh Quyền Linh ạ. Dạ. Cảm ơn em nha. Dạ. Cái trời đấy bằng tay và handmade 100% da bò. Dạ. Ô trời ơi, cảm ơn em nhiều lắm nha, chiến thuật. Em không biết là anh có thích đọc sách không? Sách này rất là thích đấy. Dạ. Thì em nay em đem một cuốn sách tới tặng anh với có một bài thơ của em nữa. Anh cảm ơn. Chắc chắn là anh sẽ đọc hết cuốn này. Em tặng anh cuốn này là vì có câu trong cuốn sách này rất là hay, tức là chúng ta giống nhau đến 90% về cái gen sinh học, nhưng mà cái gen tâm hồn thì cần phát triển cái khác nhau. Khi mà mình cần đến nhau ấy thì hiểu thì ai cũng hiểu. Dạ. Nhưng mà sự đồng cảm thì cái đấy mới là cái quan trọng. Dạ. Em đọc một cái bài thơ mà em làm tặng cho Thuật đi. Em không có đọc được thơ mình trước đám đông. Em không đọc được thì thôi em đưa cho Thuật đọc đi. Em xin phép đọc đi em. Anh chị và mọi người, em xin đọc là: em phủ son hồng, em kẻ mày cong, em chải tóc, sẽ là đừng ngồi thật thẳng, em mặc chiếc áo mới nhất, đi đôi giày đẹp nhất, em mỉm cười, em soi gương, em thấy mình thật ổn. Trời trong lành hơn sau những đêm mưa, bầy sẻ ríu rít trên mái ngói nhà ai. Nắng lên, cây gội, ánh mặt trời lấp lánh, em nhìn xuống đường, những xe hàng song lũ lượt. Này trái cây rất thơm, này sen rất tươi, này những chú cá quẫy mình trong tung bọt nước, và những tiếng giao hàng rất ngọt. Ôi buổi sáng Sài Gòn, hình như hôm qua em đã khóc, nhưng ngày mới đến rồi em sẽ biết nỗi buồn thành bữa tiệc vui. Sao em cảm xúc sau bài thơ đó Thực? Em cảm nhận từ bài thơ này thì Hương là viết rất là nội tâm, chia sẻ rất là thực, chứ không phải hoa lá hay bay bướm, cái gì nó quá là sâu xa. Dạ, em cảm ơn anh. Tới chương trình như thế này thì em thấy là mình đã thực sự là muốn gắn kết trái tim của một người xa lạ mà đến thân quen được không? Và muốn đi hết một chặng đường còn lại không? Em rất vui khi gặp anh. Anh cảm ơn. Dạ. Em thấy anh cũng khá điềm đạm và từng trải. Em nghĩ là anh sẽ hiểu chuyện và có thể sẽ hiểu em. Dạ. Em cũng mong là mình có một cơ hội. Anh chỉ mong được là cái tình cảm mà khi mà mình dành cho nhau ấy, nó chân thành là được. Trong cuộc sống thì ví dụ như công việc của em ấy, đi làm hành chính hay là mình đi làm... Em làm hành chính. Dạ, em làm hành chính. Chúng ta quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào? Theo quan điểm riêng của anh ấy thì mong muốn là tất cả hai bên cùng chia sẻ, nói những cái gì mà mình mong muốn của đối phương. Và cái thứ hai nữa là nếu mà có khúc mắc gì thì trong nhà phải nói trước, chứ không mong muốn được là trong nhà chia rõ ngoài ngõ là thông là không có thích. Dạ. Tức là đừng có trẻ sẻ chia mình gọi là bà Tám đó, đúng không? Đó. Còn bạn gái, quan điểm về hôn nhân gia đình của bạn thế nào, nói cho bạn trai nghe. Quan điểm của em thì tức là hai người phải hiểu nhau và cũng phải có sự hòa hợp và gắn kết về mặt tinh thần là trước tiên, với cái thứ hai nữa là vun vén và chia sẻ, chăm sóc. Nếu có một cuộc tranh cãi quyết liệt, ai sẽ nhường ai? Chắc em phải nhường. Em có thể là em cũng nhường, nhưng mà sao mà ví dụ như mà quá cái sức chịu đựng của em thì không có cứu vãn được đâu đó. Em không nói chuyện đấy bởi vì thường theo suy nghĩ của anh ấy, khi mà tranh cãi nó có thể không phải là một ngày, hai ngày, ba ngày, nhưng mà bởi vì xung đột trong gia đình ấy thì chúng ta đã từng trải rồi,
cũng đã hiểu rồi. Thì người đàn ông sẽ nhịn, nhưng mà đến một lúc nào đó nành rồi á thì mình sẽ giải thích cho người đối phương mình biết. Dạ. À, chứ mình không có tranh thắng thua làm gì, bởi vì thắng thua cũng chả ai được gì cả. Dạ đúng rồi. Kinh tế thì ai quản lý? Theo em thì kinh tế thì phụ nữ thì là người quản lý tốt hơn. Dạ. À, nam giới thì phải cố gắng năng động và kiếm tiền thôi. À, Hương hỏi Thuật xem là Hương có một cháu bé 10 tuổi á, sống chung với Hương á. Dạ. Thì em nghĩ sao về cái vấn đề đó? Em thì thực sự thì cũng chưa có baby, cho nên là cũng chưa biết tâm lý của bé như thế nào. Với trẻ con thì em rất thích trẻ con, cho nên là cũng với không phải là các cháu ruột của mình, mà nói chung là trẻ hàng xóm thế thôi, rất là quý. Không có vấn đề gì cái vấn đề em đấy. Em thích trẻ con đúng không? Dạ. Và cái việc mà với hai mẹ con như vậy giống như là em lời luôn á. Coi như là đi mua trâu mà được nghé luôn đúng không? Dạ. Bây giờ vậy nè, Hương á, tặng ảnh một bài hát đi, em đứng em hát rồi ảnh thao tác anh chụp hình. Vậy đi đó. Đúng rồi. Đó, Hương đứng hát đi cưng. Anh hát được không? Nếu mà em hát được thì anh mong muốn là em có thể chia sẻ với anh một bài được không? Thôi thì em thử hát nha, mà nếu như anh thấy mà bắt nhịp được thì hát chung với em nha. Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật và yêu ngày nắng. Tôi yêu mặc jean và áo trắng, yêu trăng sáng ngày rằm, và tôi cũng yêu em. Và tôi cũng yêu em. Và tôi cũng yêu em. Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan. Hay quá. Thuật ơi, Thuật, em khuyến mãi cho anh chị em boy đi. Dạ dạ. Để coi đứa nào mập nha. Dạ. Bắn tim. Ok, dạ. Cảm ơn em. Cảm ơn. Đã có những tấm hình rất là ấn tượng đúng không? Dạ. Em có thể cho bạn gái xem lại được không? Dạ được ạ. Đó, qua đó, hai người xem mình đi. Đẹp không bạn gái? Dạ đẹp ạ. Thôi bây giờ vậy nè, Thuật nói một cái câu gì mà chân tình từ đáy lòng nhất của em, rồi sau đó là mình tiến hành bấm nút đi. Đúng rồi. Dạ. À, thực sự ra thì cũng không phải là bây giờ cái thời gian này, mà gần 20 năm rồi. À, anh cũng rất là muốn có một người phụ nữ để làm hậu phương cho mình. Và anh mong muốn người đó là em. Trời ơi, anh chờ 20 năm rồi. Chỉ mong muốn cái người phụ nữ đó là em thôi. Được, em ơi, em ơi, em còn chờ gì nữa. Hương ơi, ngồi đi. Ngồi để tay vào nút bấm. Để tay vào cái nút bấm liền đi Hương ơi. Sau 20 năm chờ đợi, nút bấm đã cầm trên tay. Nút bấm có cháy đèn lên hay không? Tùy thuộc vào các bạn. 1 2 và 3. Chúc mừng. Nào. Dạ, em cảm ơn anh. Hãy nắm tay nhau. Tôi bắt tay ông cái. Quá là hiệu quả, quá là hiệu quả. Hai đứa mình cứ thế mà làm thôi. Chúc mừng. Bây giờ mình xin phép gia đình ha. Trong những chặng đường tới thì em sẽ cố gắng hứa là sẽ mong được xây dựng một cái hạnh phúc bền chặt và cùng nhau đi cuối con đường. Hay quá. Rồi bây giờ thì bạn đặt nụ hôn đầu tiên vào gò má của bé Hương đi. Dạ, cho anh xin phép. Chị em thi sĩ ngồi dưới cười thỏa mãn luôn á. Chúc cho hai bạn hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn anh. Cố gắng để vun đắp mối tình này, vun đắp những câu chuyện ngày hôm nay cho nó đẹp hơn nha. Dạ. Em cảm ơn anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới.
ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Tặng hai bạn hai liệu trình phiên bản hoàn hảo từ phòng khám Thế Giới Sắc Đẹp, giúp bạn trắng da, bật tông, trẻ hóa da. Đặc biệt trị dứt điểm nám lâu năm khó chữa, trả lại thanh xuân cho làn da của bạn. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, bạn nữ sẽ nhận được liệu trình cô dâu đẹp nhất để sẵn sàng cho ngày trọng đại của mình. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say, một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi, hãy cầm tất cả những kỷ niệm ngày hôm nay, đừng quên nó nha. Tôi đưa chị nhét vào đây cho. Hạnh phúc nha. Cảm ơn anh chị. Dạ. Nào, để bạn gái đi trước. Rồi, chương trình đỡ giùm đi em. Em đi trước rồi. Đi. Hãy bảo vệ bạn gái và chăm sóc bạn gái. Dạ, em cảm ơn. Điểm mạnh của em thì nói chung mọi thứ em biết được ít, như làm việc nhà, nấu ăn. Thì em là người hòa đồng, vui vẻ, biết nấu ăn. Em quan trọng nhất là cái cách cư xử. Còn mọi vấn đề, thí dụ như bạn xấu có thể nên sau này làm đẹp được. Sau này nếu mà có thực tính xa hơn á thì cũng muốn là bạn nó cũng chiếu thảo với ba mẹ em. Bây giờ hồi hộp quá, gặp liền cặp đôi thứ nhì đi. Tôi nôn nao lắm rồi, gặp liền đi. Mời quý vị chúng ta hãy gặp ngay cặp đôi thứ nhì. Mời nhà trai luôn. Rồi, chào anh trai. Ngồi xin đi. Xin mời nhà gái. Cái đây nè bé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng giới thiệu lớn lên cho bên kia nghe luôn. Mời em trai. Lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào anh Quyền Linh. Chào em. Chị Hồng Vân và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Hải, năm nay em sinh năm 1988 nhưng mà tuổi giấy, còn tuổi thật là 89. Dạ. Là ba mấy tuổi đúng không? Dạ, 32. 32. Dạ. Em làm công việc gì? Em làm một nhân viên kinh doanh ở Bình Dương. Từ quê ở đâu? Quê em ở Cà Mau. Quê Cà Mau làm việc Bình Dương. Còn em? Mời nhà gái. Em giới thiệu về mình dạ, đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh và chào bạn tham gia chương trình. Và quý vị khán giả, em tên là Nguyễn Thị Phương Dung, năm nay em 32 tuổi. Em sinh ra lớn lên ở huyện Châu Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên chứng từ cho công ty vận tải ạ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì theo như bạn bè nhận xét á, thì em là người hòa đồng, vui vẻ, biết nấu ăn với lại biết cắm hoa. Hiện tại thì em cũng đang theo học một lớp cắm hoa chuyên nghiệp ạ. Còn dạ. Em có cái điểm yếu gì không? Điểm yếu của em thì theo bạn bè nói thì em nói nhiều với lại rất là thẳng tính. Thẳng tính tốt mà, đâu có yếu đâu. Dạ. Rồi, bên kia nào? Điểm mạnh của em thì nói chung mọi thứ em biết được ít, như làm việc nhà, nấu ăn, biết chơi ít thể thao. Còn điểm yếu của em thì chắc là em hơi cọc tính và cầu toàn trong công việc. Cọc tính hả? Cọc dữ không? Cọc lắm hay làm gì? Thường thì nói chung cũng không lắm. Nếu như mà em thấy khó chịu thì em bỏ ra ngoài thôi. Không vậy sao? Rồi, xin nhờ mời nhà gái cho tôi biết đường tình duyên thế nào? Dạ, em trải qua được 2 mối tình ạ. Mối tình lâu bền nhất là mấy năm? Dạ, 3 năm ạ. Chia tay cách đây cũng 4 năm rồi chị. 4 năm rồi? Dạ. Ồ, lý do chia tay? Dạ, do em với bạn đó không có đồng quan điểm trong cuộc sống á, với lại do bạn đó với em là quen xa. Nhưng mà vấn đề là bây giờ ở Bình Dương với lại thành phố Hồ Chí Minh là gần mà đúng không? Em là ở... Dạ, em hiện tại đang làm việc ở Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh, còn bạn kia như là bạn kia bên Bình Dương phải không Linh? Dạ, em ở Thủ Dầu Một chứ không Vâng. Bình Dương đúng rồi. Ừ, là cũng đâu có xa đâu đúng không Linh? Quan trọng là niềm tin lẫn nhau thôi. Ừ, em có mấy mối tình rồi? Thật ra thì em chỉ có một mối tình thôi chị. Chỉ trong vòng tầm khoảng 4 tháng. Mà lâu mau rồi, cái đó là hồi nào? Cách đây 7 năm, hơn 7 năm rồi chị. Rồi trong 7 năm vừa qua là không có thêm một mối tình nào khác nữa? Nói chung là thật ra cũng buồn nhưng mà em vào là công việc rồi thì em gác lại cái chuyện yêu. Coi như là theo chị hiểu không biết có đúng hay nha. Khi mà
em chia tay cái mối tình đó tương đối là buồn đúng không? Và em nghĩ rằng thôi bây giờ cái thời gian này á, là mình nên dành hết cho sự nghiệp. Yeah. Khi sự nghiệp ổn định rồi thì mình tham gia Bạn Muốn Hẹn Hò, và đến bây giờ em đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để có thể thành lập gia đình rồi đúng không? Nói chung cũng được, tạm được thôi chứ cũng gọi là chưa hoàn hảo lắm. Giờ có nhà chưa? Dạ, chưa, em vẫn ở trọ. Vẫn ở trọ, đâu có sao đâu, chuyện ở trọ. Hai vợ chồng hùng lại mua căn nhà đó mới bền. Thật chất em nói với chị Hồng Quân á, cái vấn đề mà mình còn trẻ, mình làm kinh tế á, thí dụ như mình có 500 triệu, có thể mình ở trọ nhưng mà mình có thể lấy 500 triệu đó mình đi làm một cái việc khác. Đúng nó rồi. Có thể tốt hơn. Còn thí dụ như mình có gia đình, có con rồi á. Đúng. Thí dụ như sau này về mình mua thì nó cũng vẫn ok. Anh Linh y chang vậy đó. Em có biết không, đến một ngày nào đó ông mua một hơi 10 căn nhà. Dạ. Hồi đó đi ở trọ không, xong rồi á gom mua một hơi 10 căn nhà, thấy mà ghê luôn. Đâu ra mà tuyệt tình. Để chị hỏi bạn gái. Dạ. Em nghe tâm sự em thấy như sao? Nếu mà hai đứa cùng chung tay hiệp lực mua một căn nhà thì nó sẽ bền hơn, hay là em muốn bạn trai của em phải có nhà trước cho dạ. em ở? Dạ không, em thì theo quan niệm là hai đứa cùng làm thì cùng mua thì nó sẽ bền hơn. Chính xác, bạn dạ. nói là như vậy nè. Ví dụ giờ bạn có 500 triệu, bạn vẫn ở thuê, đến chi bạn lấy 500 triệu đó bạn xin lời ra 1 tỷ. Quan điểm đó phù hợp dạ, với em dạ, không? Dạ, phù hợp với em. Ok. Em hình dung bạn trai bên đây thì sao? Em chắc cũng người chắc cũng chung người. Chung người dạ, đúng không? Dạ chung người thôi. Dạ. Em mong muốn cái bạn trai của em là có những yếu tố gì? Thì cái đó là cái yếu tố do mình mong muốn đặt ra thôi. Thì cũng cao khoảng 1m68, 1m7. Tại em cũng thích cao cao như vậy. Cao. Da nước da làm sao? Thì ngăm, không trắng quá. Ngăm không thích trắng đúng dạ. không? Trắng người ta nói nó công tử quá. Ngăm mà sao trắng được? Dạ, gia đình nhà gái tôi đến đây là hết, xin mời gia đình nhà trai. Dạ. Bây giờ bà kiểm tra quá trời mà bà mối kỹ ghê luôn đó. Em muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào? Thật ra thì em không có cái mẫu hình lý có tưởng. Có mẫu nào không? Không có nhưng luôn mà đó. Em quan trọng nhất là cái cách cư xử. Còn mọi vấn đề, thí dụ như bạn xấu có thể nên sau này làm đẹp được, không có vấn đề gì cả. Nói chung là quan trọng là em cảm nhận được thôi. Dạ. Em không thích điều gì phụ nữ? Khi mà em có một cái vấn đề gì đó, đừng có nên mà đấu khẩu với nhau. Cái người đàn ông là cái người thật, ai cũng nóng tính, nhưng mà thực chất ra một người nhịn á thì nó sẽ hay hơn. Trời ơi, dễ thương quá. Chào em gái. Dạ, dạ. Tụi đàn trai nhìn thấy đàn gái là thấy chịu rồi đó. Chứ dạ. sao? Ừ. Em không thích điều gì đàn ông. Quý với bộ buồn dạ, của. Em không thích bạn trai quá gia trưởng. Ừ. Với lại tính toán, với lại là hút thuốc. Tại vì thật sự hút thuốc không có tốt với sức khỏe. Bên bệnh có tính toán không? Tính thì tính toán cách làm ăn thôi. Còn cái vấn đề mà tiền bạc em thoải mái. Ừ, thoải mái. Vợ lấy nhiều đường nhiều đúng không? Nói chung em lương gì em đưa hết, nhưng mà thật chất em đi công việc là có tiền trong túi là ok, không vấn đề cả. Đưa có gia trưởng được, đúng không? Đưa đủ thôi chứ đưa ít này ra mượn ta không cho sao anh? Ông mối hỏi coi có gia trưởng không? Có gia trưởng không? Nói chung là chắc em không có. Không có. Thật ra cái tính rồi không? Được rồi. Còn yeah. gì nữa em gái? Nói chung là em cũng mong muốn, tại vì thật ra em cũng chia sẻ thật chương trình em là con một á, nên cũng muốn là sau này nếu mà có thực tiến xa hơn á thì cũng muốn là bạn nó cũng hiếu thảo với ba mẹ em. Thì tất nhiên thì em cũng phải hiếu thảo đấy với ba mẹ bạn đó. Tức là muốn bạn về ở chung với gia đình bên mình hả? Dạ hay không sao? Chị, ví dụ như bạn muốn ở với gia đình em cũng được, hoặc là tụi em ở bên kia cũng được. Dạ. Mà, nhưng mà hiếu thảo con là một như... mà đúng không? Dạ, dạ con một mà để ba mẹ ở mình gì có sao không? Dạ không, thì ba mẹ em không có quan niệm đâu, phải bắt rễ. Dạ. Nhưng mà em dễ thương vậy sao em lại phải đăng ký chương trình này? Chị nghĩ ở ngoài là nếu mà ấy thì nhiều người dạ. đeo đuổi chết em đúng không? Em chia sẻ thiệt, tại vì là ba em coi chương trình, cái ba em nói Dung hay đăng ký chương trình thì ba thấy cũng hay á, biết đâu được gặp người mà con cần tìm. Ba em đúng đó. Bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân ba em đâu? Dạ, cha em dưới. Có đi luôn hả? Dạ có. Rồi, dạ. Xin chào nhà gái. Dạ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Dạ vâng ạ, chào. Thì tôi cha của Phương Dung nhận xét cháu trai này thấy cũng đẹp trai, cũng hiền. Thì để mở rào đi, hai đứa tìm hiểu nhau là có cơ hội tiến tới. Dạ. Nhưng mà thấy con rể tương lai này hợp lý không? Dạ, thấy được. Có khi nào có ý định là bắt rể không? Không, thì cái chuyện tôi nói là làm ở riêng chừng nào cũng được, chứ không cần mà hấp rễ gì. Muốn ở đâu ở ha. Dạ rồi, thấy không, thấy giờ tương lai. Dạ con cảm ơn. Em đi với ai?
Thật ra là mẹ em lên đây, nhưng mà mẹ em lên cỡ tuần rồi, nhưng mà có việc đột xuất á, mẹ em về. Thôi bây giờ em gọi về cho chị Hai đi, cho chị Hai cũng như là có người thân ủng hộ em đi. Chị Hai là ai? Chị ruột ở dưới quê á. Mẹ có một bên cạnh chị Hai không? Dạ không, chỉ có chị Hai, có chồng thì ở cũng hơi. Rồi đâu chị Hai đâu, gọi cho anh coi. Dạ. Trời, điện thoại đẹp quá ha. Chắc chị Hai đi đâu rồi. Alo. Bữa nay em lên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, thì anh Linh muốn gặp chế. Chế Hai khỏe không? Khỏe. Khỏe, chế Hai biết ai không? Biết, anh Quyền Linh. Hả? À? Quyền Linh dễ thương không? Dễ thương, coi hoài à, tập nào ra cũng có coi. À, tập nào cũng coi chứ hả? Có Hồng Vân kìa. Đó, coi móc cháu tương lai coi được không? Được không chế? À, ngoài cũng xinh hả? Ê, cho bạn nữ chào chế cái đi nè. Chào chế cái coi. Chào dạ, chị đi. Chào ạ. Dạ. Rồi chế khỏe nha. Bye bye chế nha. Chào kia. Rồi, như vậy là mình cũng có ý kiến gia đình. Thế nào chế cũng nói lời mẹ em ha. Dạ. Thôi giờ mở rào đi cho hai bên gặp mặt đi. Đúng rồi, mở rào đi. Mở rào. Bắt đầu đi em trai. Chào. Chào em. Nhân dịp đến với chương trình ngày hôm nay thì anh có bó hoa này tặng cho em. Dạ. Nhưng mà thực chất 32 năm anh tặng bó hoa cho người con gái đầu tiên. Nhưng mà nó cũng không hoàn chỉnh lắm đâu. Dạ. Nếu như sau này có duyên thì anh sẽ hoàn chỉnh nó hơn. Dạ, em cảm ơn anh. Thì đến với chương trình hôm nay em cũng có món quà để tặng anh. Thì em tặng cho anh cái chiếc cà vạt. Đây cũng là lần đầu tiên em mua chiếc cà vạt tặng cho một bạn nam. Em thì cũng không biết thật là bạn, nếu mà thật sự sau chương trình này á, tụi mình có duyên có nợ với nhau á, thì em hy vọng anh là người chỉ cho em thật là bạn, rồi em thật là bạn cho anh. Anh cảm ơn em. Hồi nãy em tên Dung đúng không ta? Dạ, em tên Dung. Cũng là tên trùng tên với mẹ anh á. Thì không biết là gia đình mình thì anh là con thứ mấy trong nhà? Anh là Út. Út. Dạ, lại sống với mẹ. Hiện tại thì anh sống ở đây sống mình. Thật chất là mẹ sống với quê. Dụ dạ. Lên hoài mà không lên. Anh cho hỏi ví dụ như nếu như mà sau chương trình này á, mà tụi mình có duyên với nhau á, thì cái thời gian giống như anh nói là anh làm công việc kinh doanh á, thì không biết là kinh doanh của mình là kinh doanh về lĩnh vực gì ạ? Hiện tại thì anh làm nhân viên kinh doanh bất động sản. Dạ. Chứ anh không có, chưa có kinh doanh riêng. Anh thấy em sao? Nói chung thì cũng như tất cả mọi người ở đây nói là em thì dạ. Quá tuyệt vời. Cảm ơn anh. Còn em cảm nhận anh như thế nào? Cảm nhận thật lòng mình. Cảm nhận thật lòng á thì theo như tự giờ mọi người nói thì em thấy anh theo cái tiêu chí mà em đưa ra thì em thấy điều hình được vượt hơn tiêu chí. Anh thì ở Bình Dương. Thì nếu như mà thiếu như mình sau chương trình mình có hẹn hò với nhau thì anh sắp xếp thế nào? Nói chung thì tùy hai anh với em, ví dụ như thương lượng cái giờ thôi thì anh sắp xếp thôi. Ví dụ như em nói ở chiều nay đi chơi thì ví dụ như mấy giờ đó anh có thể anh sắp xếp. Dạ, là anh xuống với em đúng không? Đúng rồi. Thì anh cho em hỏi là chia sẻ quan điểm về tình yêu của anh làm sao ạ? Nói chung anh quan trọng nhất là chung thủy. Khi mà yêu nhau á mà giấu một cái gì đó rồi, một khi đã biết rồi á là khó lắm. Yeah. Tại vì anh có gì anh cũng nói. Nhưng mà anh không thích giấu giếm cái vấn đề gì đó. Nếu như sau này á, lỡ nó như mà nó xảy ra một cái vấn đề gì đó, nó không hay. Cho nên mình thẳng thắn, mình thật thà thì nó dễ hơn. Dạ, vậy là cái tính anh cũng gần giống tính em đúng không? Thẳng thắn đúng không? Đúng rồi, anh thẳng thắn lắm. Dạ. Rồi hai đứa yêu nhau vậy là tính chừng nào làm đám cưới? Em thì thí dụ như tùy theo bạn nữ em thì càng sớm càng tốt chứ. Về bây giờ về nhà một lần em cũng mệt mỏi quá. Càng sớm càng tốt là bao lâu anh? Nói chung thì cuối năm nay, hoặc là nếu như không cuối năm nay được chắc có lẽ là qua năm sau. Ý em như thế nào? Thì em cũng nghĩ là nếu mà được tìm hiểu thì khoảng 6 tháng hay 1 năm kết hôn là vừa rồi. Thật ra thì tụi mình tuổi này cũng đã kết hôn, nên kết hôn rồi. Đúng rồi. Dạ. Thật ra tuổi này thì nhanh để về còn lo gia đình, còn lo cơm áo gạo tiền nữa chứ đu đưa hoài đâu có được. Bây giờ bạn trai bước tới nắm tay cô gái, hát một giai điệu nào đó để tạo cảm xúc cho nhau. Rồi để mình cùng với cảm xúc, cùng với câu chuyện nãy giờ, mình quyết định bấm nút hay không bấm nút. Mời em trai. Cho anh mượn nha. Dạ.
Em nói chung là em không biết ca, nhưng mà thôi lên chương trình thì em cũng gán. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xò tóc ngồi bên game. Dạ được ạ. Tại vì em đang đau họng. Chỉ cần cái câu mà hồn lỡ xa vào đôi mắt em là đủ rồi, đủ ý nghĩa rồi ha. Đừng có buông tay ra, thử nắm đi, tiếp tục cảm nhận những cảm xúc của nhau. Bạn nữ sao nè? Dạ thì em cũng đáp lại anh một đoạn thôi. Em không hát không có hay, nên là anh cố gắng nghe nha. Cầm tay nhau, tựa vai nhau, ngồi bên nhau ta say hát ca, tình yêu ta trao nhau mãi không bao giờ phai. Được rồi đó. Bây giờ đã đến phút chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra xem đây có phải là một nửa mảnh ghép thật sự trong cuộc đời của mình hay không? Có phải là cùng mình nắm tay đi suốt quãng đường còn lại hay không? Quyết định đưa ra là phải chính xác, đúng như con tim mình suy nghĩ nha. Khi bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Sau 3 tiếng đếm của chị Hồng Vân. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa, em có bấm không vậy? Dạ có mà nó không. Cái nút này kỳ quá, cái nút này quá kỳ rồi. Hồi hộp muốn chết luôn. Tình yêu nó tới mà chút xíu nó vụt đi rồi, thấy không? Rồi nắm tay nhau đi. Bắt đầu mình đã hẹn hò nhau được. Xin với cha cho hôn cái nụ hôn đầu tiên đi cưng. Dạ con xin phép ba cho con làm thủ tục. Dạ em xin phép nha. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Tặng hai bạn hai liệu trình phiên bản hoàn hảo từ phòng khám Thế Giới Sắc Đẹp, giúp bạn trắng da, bật tông, trẻ hóa da. Đặc biệt trị dứt điểm nám lâu năm khó chữa, trả lại thanh xuân cho làn da của bạn. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, bạn nữ sẽ nhận được liệu trình cô dâu đẹp nhất để sẵn sàng cho ngày trọng đại của mình. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say, một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Chúng ta hãy đưa đến nơi tình yêu bắt đầu đi các bạn. Cảm ơn anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân cũng như là toàn thể quý khán giả ở đây. Chúc hai đứa hạnh phúc nghe. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15h20 chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có thể xem lại chương trình thông qua cổng Love TV hoặc là MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ thực hiện chương trình. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình sau.
Dạ, ưu điểm của em là nhiệt tình, hòa đồng, cởi mở, không hút thuốc, có nhậu nhưng mà nhậu tầm 3-4 lon là quá cần câu rồi. Khuyết điểm? Khuyết điểm của em là rụt rè, nhút nhát trước đám đông, hơi nhát gái xíu. Em thì ưu điểm của em là em vui vẻ, hòa đồng, khi nào cũng cười hết anh ơi. Còn nhược điểm của em thì em hơi nóng tính và hay suy diễn. Em nói thật là em chưa trải qua mối tình nào hết. Trời đất ơi, 28 tuổi. Dạ. Có lẽ do em nói là em là cái chỉ số IQ á là rất là nhiều cao. Em nhiều cảm xúc, tại sao chưa có mối tình nào? Dạ thì do chỉ số cảm xúc IQ mà thêm cái nhắc ghế của em nữa. Thì coi như là em không dám nói ra. Ví dụ như mà mình gặp người nào đó mình thích đi, mình cũng không dám nói. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là Trong Môn. Tôi đã trở lại để tìm kiếm những chiến binh mạnh mẽ, quyết liệt, không bao giờ bỏ cuộc. 13 năm truyền lửa, truyền nhiệt huyết, tôi sẽ không dừng lại.